Xin chào mọi người đã đến với Bún Review. Hôm nay hãy cùng mình theo dõi bộ phim khoa học viễn tưởng của ông anh Jason Statham nhé. Cùng bắt đầu bộ phim với bún nào cả nhà. Bộ phim bắt đầu từ một cuộc thám hiểm dưới biển sâu. Một nhóm các nhà sinh học biển tin rằng rãnh Mariana không phải là phần sâu nhất của trái đất. Đáy của rãnh chỉ là một lớp thermocline được hình thành bởi hydrosulfur. Bên dưới này rất có thể có một thế giới dưới nước hoàn toàn mới. Một tỷ phú quyên góp 1,3 tỷ USD cho việc này, với mục đích xây dựng một viện nghiên cứu hải dương học hiện đại tại đây. Họ đã gửi một chiếc tàu ngầm xuống để khảo sát dưới đáy đại dương. Khi tàu ngầm tiếp tục thâm nhập vào đường nhiệt độ hydrosulfur, thì một thế giới dưới nước hoàn toàn mới được xuất hiện trước mắt mọi người. Trong khi mọi người đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đáy biển, thì radar phát hiện thứ gì đó đang bơi đến rất nhanh. Ngay sau đó, chiếc tàu ngầm bị va chạm dữ dội khiến vài bộ phận hư hỏng. Họ thậm chí không thể nổi lên trên mặt biển được. Hệ thống thông tin liên lạc cũng bị mất kết nối với bộ phận ở trên. Lúc này mọi người lập một kế hoạch giải cứu. Nhưng có rãnh Mariana với độ sâu 11.000m và trong một môi trường không xác định, thì việc cứu hộ dường như không thực hiện được. Chỉ có 3 người có kinh nghiệm cứu hộ ở độ sâu này, mà 2 người trong số họ lại đã chết. Quản lý Mac đề nghị đến sự giúp đỡ của Taylor, nhưng đã bị tiến sĩ Heller phản đối kịch liệt. Vì Heller và Jonas đã thực hiện một nhiệm vụ giải cứu dưới đáy biển sâu cách đây 5 năm. Chứng kiến quá trình Taylor bỏ rơi đồng đội và chạy thoát thân, nên ông vô cùng có ác cảm với anh ấy. Nhưng vì sự an toàn của các thành viên trong nhóm, tiến sĩ Giang vẫn quyết định tìm Taylor. Vì tai nạn 5 năm trước nên Taylor đang sống tại một thị trấn nhỏ ở Thái Lan. Anh phó mặc cuộc sống và luôn chìm trong say xỉn. Lúc này Mac và Giang tìm đến đề nghị lời mời nhưng đã bị Taylor từ chối. Cho đến khi biết vợ cũ anh cũng là một trong những người đang bị mắc kẹt, thì Taylor đồng ý với chiến dịch giải cứu này. Ngay khi đến căn cứ thì Suin đã lái một chiếc tàu ngầm xuống để giải cứu. Taylor cũng không nghĩ quá nhiều liền lái một chiếc tàu khác xuống lập tức. Lúc này Suin đã phát hiện thành công tàu ngầm gặp nạn và chuẩn bị phóng móc nam châm triển khai cứu nạn. Nhưng bất ngờ tàu cô bị đâm mạnh bởi sự tấn công của một con mực khổng lồ. Với áp lực khổng lồ nó tạo ra làm con tàu gần như sắp tan tành. Nhưng bất ngờ các xúc tu của con mực bắt đầu nới lỏng và một con cá mập khổng lồ đã tấn công nó bơi qua trên tàu Suin. Lúc này Taylor cũng nghe được những thông tin và chắc rằng nó là Megalodon, một loài cá mập to lớn thời tiền sử. Trong chiến dịch giải cứu 5 năm trước, chính con Megalodon này đã tấn công họ. Đó là lý do tại sao Taylor bỏ rơi đồng đội của mình và đưa những người khác trốn thoát. Anh ấy liền bảo Suin tắt hết tất cả đèn trên tàu đi, vì con cá mập Megalodon dựa vào ánh sáng để xác định mục tiêu dưới biển sâu. Nhưng tàu ngầm của Suin đã bị ép bởi con mực khổng lồ vừa rồi đã bị lỗi hệ thống, phải mất một chút thời gian để tắt đèn. Nghe vậy Taylor ngay lập tức bắn loạt pháo sáng để thu hút sự chú ý của Megalodon, tạo cơ hội cho Suin nổi lên để sơ tán. Lúc này Taylor đã khéo léo điều khiển tàu ngầm tới con tàu gặp nạn cứu được 2 người. Nhưng con Megalodon cũng đã quay lại. Vì sự an toàn của đồng đội Toshi không kịp thoát thân đã ở lại bật tất cả đèn tàu lên thu hút con cá mập. Taylor có chút áy náy nhưng vẫn phải mang 2 người đã giải cứu lên lại căn cứ. Lúc này mọi người đang thảo luận xem có nên tiếp tục nghiên cứu hay không, thì con gái của Suin khi đang chơi trong viện nghiên cứu, con cá mập Megalodon đã tìm tới nhìn chằm chằm vào cô bé. Khi Mayin quay đầu lại thì con cá mập liền há miệng tới cắn vào kính. May mắn đó là kính cường lực xịn nên Megalodon chỉ để lại một hàng dấu răng. Sự rung lắc đó đã thu hút sự chú ý của mọi người chạy đến hiện trường. Khi phát hiện các dấu vết trên kính thì trước mặt lại chỉ là một con cá voi, nên một vài người nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công của nó. Nhưng bất ngờ Megalodon xuất hiện cắn cá voi làm đôi. Lúc này họ phân tích lại dòng nhiệt độ hydrosulfur, một rào cản mà Megalodon không thể vượt qua. Nhưng khi tàu ngầm Taylor thoát ra khỏi đường nhiệt đó, thì đã vô tình mở một con đường cho Megalodon có thể đi khỏi giới hạn bấy lâu nay của nó. Lúc này viện nghiên cứu nhận được tín hiệu cấp cứu từ một con tàu gần đó. Lập tức Taylor và những người khác liền đến hiện trường bằng thuyền. Họ chỉ thấy những mảnh vỡ trôi nổi từ con tàu đã bị tấn công mà thôi. Lúc này mọi người phát hiện ra rằng Megalodon đã không rời đi. Thấy vậy tiến sĩ Giang quyết định phải săn lùng nó. Maurice nói họ cần đặt thiết bị theo dõi trên Megalodon để cho đến khi họ chuẩn bị đủ vũ khí sẽ đi săn lùng nó. Nhưng Megalodon rõ ràng không dễ gì tiếp cận được. Vì vậy công việc khó khăn nhất lại được giao cho Taylor. Họ sử dụng một sợi dây thường bảo hộ cho anh để nhẹ nhàng tiếp cận con cá mập. Ngay khi Taylor bắn thành công thiết bị theo dõi đến vây của Megalodon, thì mọi người lập tức rút dây. Nhưng tiếng ồn của máy móc đã khiến con cá mập chú ý. Nó liền tấn công Taylor ngay lập tức. Khoảnh khắc nó gần đớp chúng anh thì may dây thường đã kịp kéo giải cứu. Cứ thế Taylor như nhảy múa trên mồm cá mập và thoát chết. Sau đó mọi người quyết định tiêm E-top-2 vào súng giáo. Đó là một chất độc chết người. Với 10 mm có thể làm choáng một con cá voi sát thủ và họ phải tiêm 2 liều thì may ra mới chống lại sức chịu đựng của Megalodon. Lần này Suin tình nguyện nhảy vào lồng phòng chống cá mập để bắn nó. Wa bắt đầu ném thịt xuống biển để dụ Megalodon tới. Mùi máu nồng nặc nhanh chóng thu hút một đàn cá mập lớn. Đột nhiên những con cá mập đồng loạt chạy mất tăm. Thấy vậy Suin biết rằng Megalodon đang đến. Nó lao tới đập vào lồng cá mập từ bên dưới. Nhưng chất liệu cứng cáp của chiếc lồng sẽ chống lại mọi lực tác động. Lúc này Megalodon thấy rằng cuộc tấn công không có kết quả liền trốn vào bóng tối. Nhưng chỉ sau đó đã quay lại trực tiếp cắn vào cả chiếc lồng. Lực kéo của nó quá lớn làm cần cầu rung lắc dữ dội. Thậm chí con thuyền cũng đang bị nó kéo đi cùng.
Lúc này Su Yin nhân cơ hội bắn chất độc vào miệng Megalodon, nhưng nó vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục tấn công, cố gắng nuốt cả cái lồng vào trong. Thấy vậy tay lo nhảy xuống nước, đồng thời sức kéo của Megalodon đã hất văng một người xuống biển. Ngay lập tức Megalodon liền chuyển mục tiêu, nhưng may mắn thay các thành viên trong nhóm đã được giải cứu kịp thời, anh chàng rơi xuống. Lúc này mặt nạ oxy của Su Yin bị hỏng và oxy liên tục bị mất, còn Megalodon thì đang quay lại tìm kiếm tay lo. Thấy vậy mọi người đặt một cái bẫy và đặt một sợi dây thép vòng lấy Megalodon. Lúc này tay lo và Su Yin đang trước mặt nhưng nó đã bị kẹt lại mà không đớp tới. Cùng lúc chất độc cũng đang dần hiệu lực khiến con cá mập dần bất động. Khi Su Yin tỉnh dậy thì con Megalodon đã treo trên thuyền. Wa còn vui vẻ chụp ảnh trước thành quả, đột nhiên Megalodon rung chuyển khiến ông anh sợ hãi rơi cả xuống biển. Bất ngờ một con Megalodon lớn hơn lao ra nuốt anh ta và cả xác con Mega bên trên, làm cả con thuyền lật úp. Không ngờ rằng thứ mọi người phải đối mặt giờ còn lớn hơn trước. Ngay lập tức lại một người nữa thành bữa ăn của nó. Những người còn lại nhanh chóng phi về viện nghiên cứu với xuồng cứu sinh. Đúng lúc này chiếc trực thăng được gọi bởi Morris đã đến. Họ bắt đầu dùng súng chứa thuốc độc bắt con quái vật từ trên cao. Vì không thể phản kháng, con Megalodon đã quay đầu bỏ chạy. Trở lại học viện, Morris tuyên bố đã báo cáo với các quốc gia lân cận. Một đội quân sẽ được gửi đến để quét sạch Megalodon. Nhưng đó chỉ là lời nói dối của anh ta để trấn an mọi người mà thôi. Bởi vị doanh nhân giàu có không muốn mọi thứ lộ ra ngoài. Vì vài mạng sống bị mất đó sẽ khiến anh ta phải vào tù. Vì vậy anh ta quyết định thực hiện một vụ nổ để cho nổ tung Megalodon. Lúc này vị trí của Megalodon được tìm thấy theo định vị. Quả bom điện tích liền được thả ngay trên đầu Megalodon. Ngay sau đó một sinh vật khổng lồ nổi lên mặt nước. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì nó không phải là Megalodon mà là một con cá voi. Lúc này Morris mới nhận ra mối nguy hiểm và ra lệnh cho người của mình sơ tán nhanh chóng. Nhưng anh lái thuyền quá nhanh đã khiến Morris vô tình rơi xuống biển. Ngay lập tức con Megalodon liền lao tới và biến anh ta thành bữa tối của nó. Ngày hôm sau mọi người biết được sự thật. Để giảm thương vong thì Taylor quyết định sẽ tự mình thực hiện. Anh ấy đã cho nhóm của mình hack vào hệ thống vệ tinh của Morris để tìm vị trí của Megalodon. Nơi tìm thấy tín hiệu của con quái vật là vịnh Tam Á của Trung Quốc. Đây có thể gọi là nơi thu hút nhiều khách du lịch nhất trên thế giới. Con Megalodon này đúng thực sự biết chọn địa điểm. Lúc này Taylor nhờ Mike lấy hết thuốc nổ sẵn sàng. Còn con Megalodon đã đến vịnh Tam Á. Lúc này bờ biển tấp nập người vui chơi, những khách du lịch đang tận tưởng một màu hè đáng nhớ ở đây. Nhưng họ không biết rằng nguy hiểm đang lặng lẽ tìm đến. Lúc này một người nào đó phát hiện ra con cá mập và hét lên. Điều này đã tạo ra sự hỗn loạn trên biển khi mọi người tìm cách bỏ chạy. Ngay sau đó con Megalodon há to miệng được bữa ăn no nê. Lúc này Su Yin đã ném sóng âm cùng tần số của cá voi xuống nước. Megalodon ngay lập tức bị thu hút bởi thứ âm thanh đó và quay đầu. Lúc này Taylor và Su Yin đã trong tàu ngầm chờ đợi con Megalodon tìm tới. Nhưng vì Megalodon ở quá gần thân tàu nên Taylor không thể bắn nó. Bất ngờ Megalodon quay lại và điên cuồng đuổi theo anh. Thế là Taylor bật hết ga hết số lách qua những đám san hô, đồng thời lách qua những đợt tấn công bất ngờ của con Megalodon. Bên này Su Yin nhân cơ hội bắn súng thần công tới, nhưng không gây thương tích gì cho nó. Lúc này cô quyết định thu hút sự chú ý của con Megalodon. Đối diện là Taylor sẽ tung đòn kết liễu. Nhưng trong cuộc rượt đuổi vừa rồi tàu ngầm của Taylor bị hư hại, nên súng thần công không thể bắn được. Ngay sau đó nó bắt đầu quay sang tấn công anh. Lúc này cả hai đang đứng đối diện trước mặt nhau. Jonas bất ngờ lật úp tàu sử dụng phần sườn bị rách để đâm sâu vào bụng con Megalodon. Có thể nói rằng Taylor như đang phẫu thuật cho nó vậy. Lúc này Megalodon vẫn còn sức tấn công lại. Nó sử dụng lực cắn khổng lồ muốn nghiền nát tàu ngầm của Taylor vì cay cú. Trong khoảnh khắc nó nhả ra, Taylor liền đá vỡ kính tàu thoát ra ngoài. Anh rút một thanh thép ra khỏi thân tàu đâm trực diện vào một con mắt Megalodon. Cơn đau dữ dội khiến Megalodon nhảy lên khỏi mặt nước. Nhân cơ hội Taylor dùng sức đẩy thanh thép xuyên qua cả hai mắt con quái vật. Lúc này mùi máu nồng nặc trên biển thu hút một đàn cá mập lớn kéo tới. Ngay sau đó con Megalodon đã bị đàn cá mập sâu xé. Mọi người cuối cùng đã được giải cứu và biển lặng trở lại. Vậy là bộ phim hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Một bộ phim rất hay của ông anh Jason Statham đúng không nào cả nhà? Anh em nhớ để lại một đăng ký kênh để ủng hộ Búng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.